Lần anh em nhá. Em lần 3 tháng lồng đi. Chim cực gấu. Em này chim Thái Nguyên anh em nhá. Từ giọng bộ cầu cánh không phải chê bất cứ một gì cả. Quá là đỉnh. Ba tháng lồng đang thay lồng anh ấy nhá, vẫn chưa xong đâu. Em này là vua của một khu nhá, có khoảng 4-5 tay thợ đó, dình mấy tháng cũng được, nhưng mà mình đến là lấy luôn, mất khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Em ở đồng cực gan anh em nhá. Mình ngồi dưới cây nhãn thôi, che khuất có chút thôi, thoải mái nhìn em ở đâu. Cách cái khoảng tầm chục mét. Đây đang hoàn thiện này. Xong lông của nó là ok luôn, khỏi phải nghĩ luôn. Bộ đấy anh em nhìn thấy rồi, chim lúc nào cũng vươn mình cao dài dựt. Anh em ai yêu thì rước em nó về ăn Tết nha. Mình thì nhiều lắm đây, chim mới bẫy về hay là chim một vài tháng lồng rồi thì đây đây đây, còn đây là mồi này đây, đây. Nhiều lắm này, toàn chim VIP này. Đây kia của em đang ăn chuối này. Đấy. Đây nào, đợi em mồi nữa này. Đó. Rồi em mới lên rồi, em kia mới được 3 ngày lồng nha anh em nhá, chim siêu xòe nhá. Đây còn trong nhà này. Đây đó. Kia nữa kìa, ở đằng sau còn 6 con nữa, còn ở trên kia thì còn nhiều. Đây. Toàn chim bẫy đâu nhá, cho anh em xem luôn. Đây. Đấy kìa, còn rất nhiều luôn. Đây này, phải treo nhờ, ở trên kia còn một con nữa kìa. Đấy kia kìa, ở đây nữa này, cây nhãn này này, nhãn của em nữa này. Đó đó, kia rất nhiều luôn. Anh em ai giữ các em nó về ăn Tết thì alo tớ nha. Luận Tam 0989 562 992. Ok, phải đi trường rồi, chào anh em nhá.